tiếp, ta sẽ tìm hiểu đến thẻ P. Thẻ này sẽ giúp cho trình duyệt xác định được đoạn văn bản paragraph trong trang HTML. Các văn bản nằm trong thẻ này được hiểu là một đoạn văn bản. Mỗi đoạn văn bản sẽ được xuống dòng và cách nhau với một tỷ lệ nhất định. Thẻ này thì có thể chứa các nhóm thẻ thuộc nhóm inline, bao gồm có văn bản text, có ảnh image, có liên kết link, có nút bấm button. Thì ta sẽ nói về khái niệm block và inline trong vài phần kế tiếp. Và bây giờ ta sẽ thử thực hành sơ qua về cái thẻ này. Lần này tôi sẽ thử nghiệm với trình soạn thảo Sublime Text. Chúng ta xếp file này đến trang p.html. Okay. Và chúng ta dàn một cái trang. Sublime cũng hỗ trợ các bạn thể sinh tự động những cái mã cơ bản của HTML rất là nhanh chóng. Ta thử tạo thẻ P. Đó, và bây giờ ta save lại và mở trình duyệt. Ta có thể thấy là các đoạn văn bản trong thẻ P sẽ cách nhau một dòng theo một tỷ lệ nhất định.